Cô xin chào các em học sinh lớp 6. Trước khi học bài học hôm nay, cô cùng các em ôn một số nội dung của bài học trước. Câu 1. Bit là gì? Bit là đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn và lưu trữ thông tin. Câu 2. Bit bao gồm những ký hiệu nào? Hai ký hiệu là 0 và 1. Câu 3. Em gõ nhập từ bàn phím khi soạn thảo văn bản thì được gọi là ký tự. Câu 4. Trong máy tính, mỗi ký tự được biểu diễn bằng gì? Một dãy bit tương ứng xác định duy nhất. Câu 5. Hai ký tự khác nhau thì dãy bit biểu diễn sẽ như thế nào? Hai ký tự khác nhau thì dãy bit sẽ biểu diễn khác nhau. Như vậy là các em đã biết được văn bản được biểu diễn bằng dãy bit. Vậy thì số được biểu diễn trong máy tính như thế nào? Và có các thiết bị dung lượng lưu trữ nào hay sử dụng? Các em tìm hiểu bài học hôm nay. Chủ đề A, máy tính và cộng đồng. Bài 5, dữ liệu trong máy tính. Mục tiêu của bài học là các em nêu được tên và độ lớn của các đơn vị cơ bản đo dung lượng thông tin. Nêu được sơ lược khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng. Các em tìm hiểu một nhỏ biểu diễn số để tính toán trong máy tính. Máy tính làm việc bằng dòng điện nên là dễ thể hiện hai trạng thái dòng điện khác nhau. Và các nhà tin học đã tìm cách dùng hai ký hiệu 0 và 1 tương ứng với hai dòng điện để biểu diễn số trong máy tính. Như vậy là máy tính dùng dãy bit để biểu diễn các số trong tính toán. Và trong nội dung phần 1 này nằm trong chương trình giảm tải của môn tin học 6. Các em có thể tự tìm hiểu thêm, ví dụ như là về cách biểu diễn số thập phân khác với cách biểu diễn chỉ dùng hai ký hiệu 0 và 1. Vậy thì các bước xử lý thông tin trong máy tính được thực hiện như thế nào? Các em tìm hiểu tiếp phần 2 nhỏ. Dữ liệu và các bước xử lý thông tin trong máy tính. Chu trình xử lý thông tin của máy tính gồm: xử lý đầu vào, xử lý dữ liệu và xử lý đầu ra. Như vậy là các em thấy chu trình xử lý thông tin của máy tính gồm 3 bước. Và phần này cũng nằm trong chương trình giảm tải. Các em cũng có thể tự tìm hiểu thêm, cụ thể xem từng bước máy tính xử lý thông tin được thực hiện như thế nào. Có thể dựa vào sách giáo khoa trang 19. Các em cùng tìm hiểu tiếp phần 3 nhỏ, dung lượng lưu trữ dữ liệu của một số thiết bị thường gặp. Phần A, một số đơn vị đo dung lượng. Thì ở bài học trước, các em đã được học bit là gì? Bit là đơn vị nhỏ nhất. Mà vì bit là quá nhỏ nên người ta dùng byte làm đơn vị đo lượng dữ liệu. Và một byte là một dãy gồm 8 bit liền nhau. Và trong bài học này, các em cũng được học thêm một số ký hiệu khác. Các em quan sát cho cô. Có 3 cột. Một cột là viết, một cột là đọc và một cột là quy đổi xấp xỉ ra số 3. Kilobyte,
megabyte, gigabyte, terabyte và 1 kilobyte xấp xỉ 1.000 byte, 1 megabyte xấp xỉ 1 triệu byte, 1 gigabyte xấp xỉ 1 tỷ byte và 1 terabyte xấp xỉ 1.000 tỷ byte. Và phần này các em cần hiểu và học thuộc cho cô. Các em cùng tìm hiểu tiếp khả năng lưu trữ của một số thiết bị. Thẻ nhớ. Thẻ nhớ thì được dùng phổ biến, các em thấy ở trong điện thoại thông minh, trong máy ảnh số. Và dung lượng của thẻ nhớ thì rất là đa dạng. Đây là một số hình ảnh thẻ nhớ. Có loại thẻ là 16 GB, 32 GB, 64 GB, vân vân. Các em cùng tìm hiểu tiếp dung lượng lưu trữ của USB. Và USB thì được dùng phổ biến để lưu trữ, trao đổi thông tin nhờ các loại máy tính có sẵn các cổng cắm. Và dung lượng lưu trữ của USB nó tương đương như thẻ nhớ hoặc là lớn hơn. Đây là một số hình ảnh về USB và dung lượng. Các em tìm hiểu tiếp về ổ đĩa cứng. Thì các em thấy là máy tính có ổ đĩa cứng với dung lượng vài trăm gigabyte đến vài terabyte. Đây là một số hình ảnh ổ đĩa cứng. Với các kiến thức mà các em vừa học, các em trả lời cho cô một số câu hỏi sau. Các em dừng video lại, suy nghĩ và trả lời. Các em đối chiếu với đáp án của cô. Câu 1, kilobyte. Câu 2, megabyte. Câu 3, gigabyte. Câu 4, terabyte. Câu 5, 1 kilobyte xấp xỉ 1.000 byte. Câu 6, 1 megabyte xấp xỉ 1 triệu byte. Câu 7, 1 gigabyte xấp xỉ 1 tỷ byte. Câu 8, 1 terabyte xấp xỉ 1.000 tỷ byte. Câu 9, 1 byte gồm 8 bit. Như vậy là các em vừa học xong nội dung của bài 5, dữ liệu trong máy tính. Thì nội dung của bài 5 các em cần lưu ý cho cô. Phần 3 nhỏ, dung lượng lưu trữ của một số thiết bị thường gặp. Các em hiểu và học thuộc cho cô một số đơn vị đo dung lượng và biết được khả năng lưu trữ của một số thiết bị, ví dụ như về thẻ nhớ, USB, ổ đĩa cứng. Về phần dặn dò, 1. Hiểu nội dung bài 5. 2. Ghi nội dung chính bài học vào vở và trả lời câu hỏi sau vào vở cho cô. Dung lượng lưu trữ nào là lớn nhất? Dung lượng lưu trữ nào là nhỏ nhất trong các dung lượng sau? Byte, megabyte, kilobyte, gigabyte, terabyte. Các em làm vào trong quyển vở cho cô. 3. Chú ý cho cô, ở tuần 6, các em kiểm tra 15 phút để lấy điểm thường xuyên. Hình thức làm, trắc nghiệm trên đường link cô sẽ gửi cho các em. Về nội dung học, kiểm tra, các em học thuộc cho cô
Phần 3A bài 5. Học khả năng lưu trữ của thẻ nhớ. Các em cũng dựa vào phần 3B bài 5 mà các em vừa học. Và trong bài kiểm tra các em lưu ý cho cô là các em chỉ thực hiện làm bài kiểm tra một lần. Bạn nào làm nhiều lần, cô cũng chỉ lấy điểm ở lần làm bài đầu tiên.